Cánh Đồng Quang xin chào các bạn. Lời nói đầu tiên Cánh Đồng Quang gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang xem video ha. Thì như các bạn thấy là hôm nay mình tiếp tục đi câu cá bè nha các bạn. Tại một cái chầm bè này nè. Chầm bè này mình cũng câu rất là nhiều lần rồi, hôm nay ghé lại nữa các bạn ơi. Cũng xuống được vài cần rồi nè. Hôm nay mình đi chiến bằng mồi mối tiếp tục nha các bạn, để lấy cái mối ra cho các bạn coi. Đây, hôm nay câu bằng mối nữa nha các bạn. Con này là con mối nè. Phải để ở trong cái thùng nước đá đó các bạn. Để không thôi nó bị đen con mối, câu nó không nhạy. Cho nên phải đem trong thùng nước đá rồi để nó ốp chung với nước đá các bạn cho nó cứng. Thì giờ này là con nước ròng đó các bạn. Mình câu chút xíu nữa là nước nó sẽ lớn. Sau đây mình sẽ xuống cần rồi chờ cá ăn nha các bạn. Cần đen này cá sát năng các bạn. Chắc dính rồi quá. Cá gì? Chính cá gì các bạn? Thắt lát hả? Trời ơi, giờ hư cũng có thắt lát kìa. Buông cái cần ra đi. Cá thắt lát đúng bự luôn các bạn ơi các bạn. Bằng bàn tay luôn trời, cá nè. Khủng khiếp. Cá dạng quéo đọt luôn các bạn. Cá ba sa nhặn ngứu luôn các bạn ơi. Nè, cá ba sa đúng tự nhiên luôn, quá ngon. Cá ăn nữa các bạn. Xác gì? Gì? Sao mà lấy cái mồi nữa? Cá ba sa nữa các bạn ơi. Con này hơi nhỏ hơn con nãy chút xíu. Vàng khè luôn, đúng tự nhiên luôn.
cần là dính cá các bạn ơi, liệt đọt luôn rồi nè. Nè, thằng đen nè. Cá mà sao gì nó chạy quá chạy vậy. Cá bà sa nè các bạn, bằng con nãy mới giờ móc mồi để xuống dính cá sát cái gì các bạn, thấy đọt câu nhịp 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 nhẹ nhẹ. Cá chèn các bạn ơi, dính cá chèn quá ngon. Ê, cầm 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 cầm. Quá xạo quá. Cần bự dính cá các bạn, nhịp rồi thấy không? Đó, nó có nhịp đọt đó. Dính cá bà sa nha các bạn, nó cần là dính cá nữa kìa các bạn, nhịp kìa đó. Cá bà sa nữa nha các bạn. Cần là dính cá gì quá nhiều rồi các bạn ơi. Đó. Quá nhiều rồi.
trời ơi, dính cá massage trắng phiếu luôn rồi các bạn ơi. Nè, giống như bị bịch tạng luôn vậy. Thằng đèn này nó quéo đọt xuống luôn kìa các bạn. Ơi dính dính rồi các bạn ơi, càng đen ngoài này dính con cá. Ê, chỗ này mấy con chó nó đi ra đây hơi dơ nha các bạn. Cá ba sa các bạn ơi. Ôi, còn con cá ba sa nữa nghe các bạn. Càng giữa nó dính các bạn. Đọt nó nhịp à. Chắc cá cũng vừa vừa chứ không bự lắm. Ôi ôi cá kết các bạn ơi. Hả? Quá trời đá luôn cá kết. Giờ này cũng xế chiều quá các bạn. Giờ này cũng khoảng 4 giờ ngoài rồi. Giờ này cá nó cũng ăn chậm lên rồi. Sau đây mình sẽ dọn đồ về các bạn ơi. Quay cái thành quả này cho các bạn xem rồi mình về ha. Đây là thành quả nè các bạn ơi. Cái này hơn ký á. Có con cá ba sa màu hồng bự quá. Có khoảng con này chắc 600-700 gram gì quá. Với hai con cá kết các bạn. Để quay trong này là dễ coi. Đây. Với đó cá kết hai con. Con cá chàng với mấy con cá ba sa lứa nữa. Với mớ cá sát gì đó. Rồi, nhiêu đây cũng được buổi chiều im ấm nha các bạn. Rồi video của mình đây xin kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những buổi đưa câu tiếp theo ha.